thời tiết khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục khô hanh, thời gian nắng kéo dài, nền nhiệt ban ngày đang có xu hướng tăng nhẹ. Theo cảnh báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, mực nước triều cường tháng 12 âm lịch đang ở mức cao, có khả năng gây ngập úng ở một số vùng trũng thấp ven biển. Diễn biến thời tiết cụ thể ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh như sau. Phía bắc của tỉnh gồm thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía bắc huyện Xuyên Mộc, trời nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ 30 đến 32 độ, độ ẩm 76 đến 81%. Khu vực ven biển gồm thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và phía nam huyện Xuyên Mộc, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 29 đến 31 độ, độ ẩm tương đối 77 đến 82%. Huyện Côn Đảo ngày nắng gián đoạn, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ 29 đến 31 độ, độ ẩm 75 đến 80%. Hải văn vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, từ Vũng Tàu đến Côn Đảo hôm nay có mưa rào và dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 5, cấp 6, giờ cấp 7, biển động. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 23 tháng 12 năm 2022, nước lớn mức cao nhất 415 cm vào lúc 14 giờ và nước ròng mức thấp nhất 90 cm vào lúc 7 giờ 30 phút.